Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hải Đảo Quê Tôi của mình. Một chiếc ghe cào Vũng Tàu đang có chạy về bến đảo Phú Quý các bạn. Lúc này thì trời mới rạng sáng, những chiếc ghe còn đang sáng điện luôn. Ghe Mạnh Chụp Quảng Bình cũng vừa mới về bến này. Thời tiết biển rất là đúng các bạn, nên những chiếc ghe của các tỉnh như là Vũng Tàu đang có tranh thủ về trú gió. Còn đây là ghe cào của Kiên Giang. Hôm nay thì ghe cào Kiên Giang và đảo Phú Quý trú gió cũng khá là nhiều. Theo như dự báo thì gió sẽ là cấp 7 đến cấp 8 luôn, biển rất là đông. Còn đây là hai chiếc ghe cào của Bến Tre. Phía dưới là một chiếc ghe thu mua composite của Ninh Thuận, cũng tranh thủ về đảo Phú Quý để mà trú gió. Lúc này thì trời vừa mới rạng sáng, nên những ảnh các bạn đang xem thì nó không được sắc nét. Chiếc ghe cào của Vũng Tàu đang có tìm nơi neo đậu này. Thì tại các tỉnh Phú Yên, lúc này chịu rất nặng nề về ảnh hưởng của gió bão các bạn. Đã có rất là nhiều ghe thuyền của Phú Yên bị sóng đánh chìm, rất là đau lòng luôn. Thì Tết xong thì thời tiết khá là êm, tuy nhiên lại xuất hiện một đợt gió rất là bất thường, nên các ghe có phần chủ quan các bạn, thiệt hại rất là nặng nề luôn. Ghe này là ghe Ninh Thuận các bạn. Ghe này là ghe hậu cần nghề cá của Ninh Thuận. Chiếc này rất là khủng các bạn. Đây là lần đầu tiên mình thấy ghe của Ninh Thuận lớn như thế này. Nếu các bạn biết thông tin về chiếc ghe hậu cần Ninh Thuận này thì hãy comment phía dưới để mình biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Chiếc ghe cào của Bến Tre vẫn chưa tìm nơi neo đậu phù hợp. Xin lỗi, đây là ghe cào của Vũng Tàu các bạn. Mình nói bị nhầm, đây là ghe cào Vũng Tàu. Ghe của Bình Định thì cũng có khoảng tầm 20 đến 30 chiếc. Lúc nãy là chiếc ghe của Vũng Tàu vừa mới chạy ngang hai chiếc ghe lưới của Bình Định. Ghe Vũng Tàu này kiểu dáng khá là đẹp các bạn. Lúc này thì trời đã rạng sáng rồi, mặt trời đã lên. Khi thời gian tầm khoảng 7 giờ đến 8 giờ vào buổi sáng thì đó là lúc mình quay video đẹp nhất cho các bạn xem. Vì lúc đó mặt trời vừa mới lên, nên những hình ảnh rất là sắc nét. Đây mình chọn góc quay này để cho các bạn xem cận cảnh chiếc ghe hậu cần nghề cá của Ninh Thuận. Chiếc này chiều dài theo như mình dự đoán cũng tầm khoảng 25m các bạn. Chiều ngang có thể đạt đến 7m đó. Phần mui cũng khá là to. Phần phía trước thì cũng rất là dài các bạn. Mũi rất là cao luôn. Ghe Ninh Thuận thường là mũi cao. Tại đảo Phú Quý lúc này thì
cũng có khá là nhiều ở ghe lưới bao của Phan Thiết và La Gi các bạn. Chiếc này hình như là của Phan Thiết này. Ghe này hành nghề lưới bao. Sơn màu đen rồi rất là ngầu các bạn. Lúc này thì có một ngư dân đang có lèo xuống thúng để mà tắt nước này. Vâng, đợt gió này thì mình được gặp một chiếc ghe mạnh chụp rất là khủng luôn. Ghe này thì ký hiệu là QN nên mình nhầm là Quảng Nam các bạn. Tuy nhiên ghe này là ghe Quảng Ninh theo như một số thông tin của các bạn. Đây là ghe Quảng Ninh rất là khủng luôn, đang tại đảo Phú Quý các bạn. Thì những hình ảnh các bạn đang xem là được quay tại đảo Phú Quý. Đảo Phú Quý là một hòn đảo thuộc tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết là 56 hải lý. Nếu các bạn xem được những video này thì biết được ghe của mình hoặc là ghe của người thân của mình hiện tại đang ở Phú Quý. Đây là những video quay đúng ngày tháng đăng luôn các bạn. Đây lúc này ở ngoài khơi thì có khá là nhiều ghe Vũng Tàu đang có tranh thủ về trú gió này. Kiểu dáng của ghe Vũng Tàu này thì khá là giống với ghe của Kiên Giang và Bến Tre các bạn. Phải nói ở Vũng Tàu thì ghe cào có khá là nhiều kiểu dáng, một số là kiểu đặc trưng và một số kiểu giống các vùng miền. Chiếc ghe lưới bao vẫn đang làm thủ chạy về nút gió luôn này. Thì đảo Phú Quý là nơi đánh bắt của khá là nhiều các ghe từ miền Nam đến miền Bắc luôn. Tuy nhiên chủ yếu là các ghe miền Trung là nhiều, và một số ghe miền Nam thì chủ yếu là ghe của Kiên Giang. Mình rất là hiếm mới thấy được các ghe của Quảng Ninh như chiếc mảnh chụp vừa rồi. Thì từ Quảng Ninh đổ ra Hải Phòng Thanh Hóa thì mình rất là hiếm thấy các bạn. Chỉ một năm thì duy nhất chỉ thấy đến đôi hai ba lần là cao. Chủ yếu là các ghe từ miền Trung đổ vào, như là từ Phú Yên đổ vào các bạn. Vâng, như vậy là chiếc ghe lưới bao đã neo đậu xong này. Những hình ảnh rất là đẹp luôn. Thì để quay được những video này mình mất cũng khá là nhiều thời gian các bạn. Nếu các bạn xem video và yêu thích kênh của mình thì hãy ủng hộ đây để mình ngày càng phát triển kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mình sẽ kết thúc video đây.